Thưa quý vị và các bạn, một lần tình cờ thấy người dân chặt bỏ lá đu đủ, biết loại lá này có khả năng làm giảm mụn, chống lão hóa da và là dược liệu thiên nhiên lành tính. Một nhóm sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay với nhau thực hiện nên dự án chế tạo bọt rửa mặt chiết xuất từ lá đu đủ. Dự án này đã được doanh nghiệp đầu tư 300 triệu đồng. Dự án không chỉ có tính thương mại quá cao mà còn giúp cho người nông dân tận dụng được những phế phẩm nông nghiệp. Mời quý vị cùng tìm hiểu dự án qua phóng sự sau đây. Nhóm gồm các sinh viên Võ Phan Gia Hùng, Phạm Thanh Nhã, Nguyễn Thị Việt Hà, Lê Ngọc Hân, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Ngô Thảo Uyên, Trường Đại học Sài Gòn và Tô Hồng Phương Anh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một lần tình cờ thấy người dân ở các hợp tác xã chặt bỏ hàng loạt lá đu đủ, nhóm sinh viên đã nảy ra ý tưởng tạo ra sản phẩm bọt rửa mặt lành tính từ loại phế phẩm nông nghiệp này. Dược tính của lá đu đủ có khả năng làm giảm mụn, chống lão hóa, phù hợp với da nhạy cảm. Do đó, dự án của nhóm sinh viên được đánh giá là mang tính thực tế và ứng dụng cao. Bắt đầu nghiên cứu từ tháng 2 năm 2023 và đến sản phẩm thì thực hiện hoàn toàn thì từ 1 đến 2 tháng. Thời điểm trước đó thì chúng em sử dụng bằng một phương pháp là phương pháp nhiệt. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng em thực hiện thêm vài cái phương pháp đó là thu chiết xuất bằng sóng siêu âm và cua quay chân không. Nguyên liệu được tuyển chọn với 3 tiêu chí 3-0 là những lá đu đủ không bị sâu bệnh, không bị nhiễm nấm, không quá già. Ngoài ra, lá được phơi khô với độ ẩm không quá 10%. Nguồn nguyên liệu được chọn từ các hợp tác xã trồng đu đủ. Hiện nhóm đã thu mua khoảng 400 kg lá đu đủ khô. Trong tương lai, nhóm mong muốn bao tiêu để không bị thiếu hụt nguyên liệu trong sản xuất, cũng như giúp nông dân có thêm thu nhập. Dự án bọt rửa mặt chiết xuất từ lá đu đủ đã vào vòng chung kết các cuộc thi Sinh viên Công Thương với ý tưởng khởi nghiệp năm 2024, cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6. Sử dụng là chúng em liều lượng đàng hoàng, sau khi một cái lần bơm hoặc hai lần bơm thì nó đúng là cái liều lượng mà chúng ta hay rửa mặt được khảo sát. Rồi bên cạnh đó là chúng em sử dụng các cái hóa chất thiên nhiên để chúng em có cái khả năng kháng khuẩn đó mà không gây kích ứng cho khách hàng. Giá bán của sản phẩm của chúng em thì đối với bán lẻ thì tụi em bán là 150.000. Còn đối với chúng em mà bán dành cho sỉ mà số lượng lớn nhà phân phối á, thì tụi em lấy giá là từ 110 đến 120 tùy theo số lượng họ đặt. Thì được hai nhà đầu tư cùng hợp với nhau và đầu tư 300 triệu cho 36% cổ phần cho dự án. Thì mình nghĩ là hai nhà đầu tư này thì có một cái thế mạnh là họ có những cái hệ thống bán hàng online rất là tốt. Thì với cái hệ thống bán hàng online thì cũng khá là tương thích với lại cái dòng bán mỹ phẩm. Nên nếu như được các nhà đầu tư thì các bạn sẽ thuận lợi hơn là các bạn sẽ có kinh phí để các bạn có thể tiếp tục các giai đoạn tiếp theo để thăm dò thị trường, để mở rộng cái hệ marketing. Hiện tại, sản phẩm bọt rửa mặt của nhóm là dòng dành cho da nhạy cảm. Trong tương lai, nhóm sẽ phân cấp thêm nhiều dòng sản phẩm để phù hợp với từng loại da, để đa dạng hóa đối tượng khách hàng và mở rộng thị trường.